Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người bài Deep Massage. Thì cái bài này là kết hợp giữa Swedish Massage với là Thai Massage. Thì nó cũng hơi, cái các động tác của nó hơi giống cái bài Massage Thụy Điển nha mọi người. Nhưng chú trọng cái là mình đi thêm các động tác chỏ, dùng cụ chỏ để mình đi, và kết hợp với bài Thái là mình vẽ và ấn huyệt nữa. Bài Deep Massage là bài lực mạnh nha mọi người ơi. Bây giờ mình đi vào bài luôn ha. Mình lau chân khác luôn nè. Nhân tiện đây mình chỉ các bạn cách lau chân luôn nè. Thông thường á thì khách của mình được ngâm chân trong cái bồn ngâm chân, mình rửa chân trước khi làm massage. Hoặc là đôi khi một số chỗ á, là chỉ là lau chân thôi trước khi làm. Bây giờ mình chỉ trước cái cách lau chân ha. Thang nóng nè. Người để từ từ thôi, không được làm nhanh. Mình phải gắt khăn lên hết để tránh ra khăn nó chạm vào khăn bên dưới nó ướt. Đi bộ bằng tay, ba điểm là tay cứ việc đi lên thôi. Đi lên, đi xuống. Mọi người chú ý mình làm, mình hướng dẫn mình đi hơi nhanh một tí xíu, nhưng mà mọi người phải đi chậm nha mọi người ơi. Lau từng chân, lau gót chân. Khách này sạch thì mà lau lướt qua thôi, khách này mà dơ thì mình lau kỹ ha mọi người. Lau từng kỹ chân, giúp đi bằng chân. Những chân bên này tương tự. Đó là bước lau chân nha mọi người. Dầu hoặc là bình dầu tùy mọi người ha. Mình sẽ làm phần lưng trước. Mình cũng nhẹ nhàng mở khăn ra. Mở khăn nhẹ nhàng giống như bài Thụy Điển nha mọi người. Tiếp theo là mình lấy dầu và đi động tác, ba động tác thoa dầu. Mọi người chú ý phải xem bài Thụy Điển trước khi học bài này nha. Đi ba động tác thoa dầu giống như bài Thụy Điển nè, cũng đi nhẹ nhàng. Thì bài Thụy Điển, những cái gì bài Thụy Điển mình nói rồi là giờ mình không có nói nữa, mình chỉ đi thôi và đi động tác nhanh. Mọi người phải xem bài Thụy Điển trước khi học bài này. Trước khi muốn học bài này, mọi người phải học bài Thụy Điển trước. Cho nên mình đi nhanh nha mọi người ơi. Mình đi các động tác của bài Thụy Điển rất là nhanh nha. Rồi, tiếp theo đi ngón của bài Thụy Điển luôn nè. Nhưng bài đây là bài lực mạnh, cho nên các động tác ngón của mình đây cũng đi lực mạnh. Cũng đi lực mạnh rồi sau đó mình hỏi khách là lực mình có được hay không. Khi động tác ngón này khi đi xong gì rồi mình hỏi khách là lực mình có được hay không, để mình biết mình cân đối lực với khách. Động tác thứ hai, mình dùng động tác thứ hai là động tác circle, cũng là động tác trong bài Thụy Điển luôn. Thông thường là mình lấy hai động tác này, hai động tác chính để mình bắt đầu dùng chỏ mình đi ha mọi người. Rồi mình đi hai động tác của bài Thụy Điển. Thông thường
thường đi hai động tác thì mọi người có thể là thêm ba động tác hoặc bốn động tác của bài thì điểm tùy mọi người, nhưng mình đi hai động tác thôi. Rồi sau đó là mình dùng chỏ, đi chỏ mình thoa vào trên tay này một lần thôi, rồi dùng hai cùi chỏ nhíp cái phần thắt lưng trước. Thì cái phần này mọi người chú ý cái xương tam giác nè, nâng cơ lên nè, nằm trên xương tam giác, băng ra khỏi tam giác, dựng chỏ lên, từ xuống phần này, liếc lên, từ xuống. Đây là động tác các cái phần thắt lưng như là phần đầu đỉnh mông. Mình đi khoảng 5-6 lần rồi mọi người. Đây là động tác chỏ thứ nhất, chuyển chỏ, nâng cơ mông lên nè, đế cơ mông lên. Mọi người đi mọi người chú ý ní xương là được thôi nha. Rồi nằm chỏ, trước mắt là nằm chỏ nè, que khỏi xương tam giác, rồi ấn huyệt xuống và đẩy lên trên vai. Sập bờ quai luôn nha mọi người ơi, sập xuống cùng về miết hấp lát về đưa xuống phần phòng mông và nâng cơ mông lên. Mình đi lại động tác này ha, và tiếp tục cứ việc đi này. Thì nếu mà khách mà nhẹ á thì mình nằm chở, khách mà lực mạnh á thì mình đứng chở, giống như Thái mình ấn huyệt đó, nằm đứng miết lên. Và mọi người chú ý đi bên cạnh xương sống nhưng không đụng xương sống là được. Mình lên tới này phần phổi, cho nên mình, mọi người chú ý là nằm chở xuống để thể lực ra một chút xíu. Mình phải cân đối lực với khác. Lên trong phần vai phải dựng chở và đi mạnh lên. Và sập bờ vai, nhớ đừng đụng xương là được. Đây là động tác thứ hai. Đưa xuống thì đừng có đụng xương, và đưa xuống là không có lực. Chỉ ma sát thôi, không có lực nha mọi người. Đưa xuống nâng lên. Rồi động tác thứ hai cũng đi lên như vậy. Mọi người đi càng chậm càng tốt. Đi lên như vậy, sập bờ vai, và ta té ngược về, nâng cơ vai lên, đi ngược về, đi ngược về, về chỗ thắt lưng, rồi xuống phần sau, nâng cơ mông lên, nhớ đừng xuống xương nha, mình đi lại lần hai nè, sập bờ vai, té ngược lên, đi về, xuống phần sau, nâng cơ mông lên. Rồi động tác thứ ba là mình đi trên vai, vuốt về, mình đi lên giống nhau ha, chia cái lưng ra làm hai đoạn. Mình đi đoạn thứ nhất đặt trong phòng bẻ vai về bờ vai như thế này, và cũng là động tác thứ ba luôn. Mình kết hợp đi đoạn thứ hai là phòng thắt lưng và mông. Là xong ba động tác đi chở, sau đó xin mình kết hợp cùng với thủ điểm nữa nè, từ xuống rồi miết xuống rồi mình đi ngón. Cái khúc mà bài thủ điểm đi ngón phần khác hơn phần lâu, đi ngón từ lai ở trước trên và từ lai ở đầu đỉnh mau, rồi miết ra. Mình đi hơi nhanh một tí xíu nha mọi người ơi, mọi người chú ý là đi chậm thôi. Rồi nhà bò đúng thời điểm luôn nè, nhà một trên vai, cái nhà bên cạnh mở nhạc cho nên là hơi ồn chút xíu mọi người. Rồi điểm bên này tương tự bài thời điểm luôn, giờ hoàn toàn giống bài thời điểm luôn nè, duỗi tay nè, xuống đây, rồi đi hai hoặc ba lần gì đó, rồi xong xuống còn tay làm hoàn toàn những bài thì điểm, cho nên mình lướt qua nhanh ha, mình đi nhanh ha, những bài thì điểm, cho nên làm cách mình đi nhanh ha.
bài thủy điển. Rồi tiếp theo khi mình lên tới động tác khác này rồi, đi trang bài thủy điển nha mình. Đặt lên, giữ đào hoa y trang bài thủy điển. Sau đó mình liếc, liếc bẻ vai giống như bài thủy điển. Rồi tiếp theo nữa là mình ấu hiệp bẻ vai. Đối với bài điếp thì có ấu hiệp bẻ vai, đối với bài thủy điển chỉ có liếc thôi. Đây giờ mình ấu hiệp bẻ vai. Đó là lý do bài thủy điển mình tại sao mình lại cầm như thế này á, là để mình ra kết hợp với bài điếp luôn cho nó nguyên tay mình nè. Mình ấu hiệp bẻ vai này thì chia bẻ vai làm 3 điểm để ấn thôi là được rồi. Đây là ấn hố. Mình mấy bạn có thở khách mà to quá có thở ấn vào cuộc nhỏ. Chú ý ấn nhẹ nhàng từ từ thấm sâu giống như bài Thái nha mọi người ơi. Rồi sau đó là nhíp soi nhiều lại. Sau khi mình ấn vào cuộc nhỏ thì soi nhiều lại. Rồi tiếp theo này giống như bài Thái nè. Mọi người cũng thấy bài Thái là sao rồi. Rồi biết thở kết hợp nè. Thế thì canh cái điểm dừng của khách ha, nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi. Xong sau là điểm ngược. Rồi tương tự như vậy mình chuyển bên. Nè, mình cũng làm tương tự nè, chiếu tiếp đó cắt mông nè, cắt mông nè, rồi xuống chuyển tay đi chở thì chuyển bên thì mình đi bằng tay trái, bên kia mình đi bằng tay phải, bên này đi bằng tay trái thôi. Động tác thứ nhất nè, động tác thứ hai nè ha. Rồi động tác thứ ba đi xuống. À, 4 động tác chở chứ quên, 4 động tác chở mà thằng này nó mê. Xuống, lên à, mọi người 4 động tác chở mà quên nó mê động tác chở. Rồi động tác thứ tư nè. Ê, động tác thứ tư đối với động tác thứ tư mọi người có thể đi ngược được nè. Đi ngược, tụt xuống. Đi ngược, tụt xuống. Có thể đi ngược được ha. Rồi tiếp theo đi ngó. Xuống bài thì điểm. À đi đứng ở bên này đi sao, qua bên này đi như vậy rất là dễ nhớ. Mọi người chỉ cần nhớ ở bên này thôi, và bên này mình tập mình nhớ cái kết nối của nó. Rồi mình tập cái tay trái của mình lên thì tay nó là được. Nha, dúng hoàn toàn luôn á nha. Dính hoàn toàn luôn. Giữ tay, duỗi tay. Ôm xuống. Tự như bài thủy điển nè, khi mình kết hợp nha mọi người. Mình đi các động tác của bài thủy điển luôn. Đi ngón nè, mình nhắc lại luôn nha, đi ngón nè. Đi ngón từng bên nè.
đi tập trung tâm hoa rồi đi xuống mua một tô thắt lưng này. Mọi người cái chỗ này nếu mà mọi người cảm thấy không có tròn được, mọi người bước chân gì chỗ đây này, mọi người có thể đi ngược bước về đưa người về động tác gì nữa của bạn thì điểm bao nhiêu động tác đi hết luôn, bao nhiêu động tác của bạn thì điểm đi hết luôn, bên này cũng tương tự rồi. Nhưng mà mỗi động tác đi 2 hoặc 3 lần tùy mọi người, tùy theo thời gian nữa. Rồi tiếp theo là động tác chở này, vô động tác chở này, lùa hai chở vô trong phòng ba liếc lên cuộc xuống dựng chở lên cuộc xuống bờ vai bung ra ôm lên trên hiệp ót, từ hiệp ót đưa xuống nâng lên sập bờ vai bung ra lên hiệp ót, từ hiệp ót nâng cơ vai lên là hiệp vai. Đó là động tác chở thứ nhất. Động tác chở thứ hai là ta đi đơn cũng như vậy, đưa lên cái phần mình khả năng mình cầm tới đâu thì mình đi xuống tới đó ha. Sập bờ vai này nhích lên cơ cổ là động tác thứ hai. Thứ ba luôn là nhích ra, nhích vô lên hiệp ót, từ cơ cổ nhích ra cơ vai, nhích tới phần xương là mình chuyển rõ vào, đưa lên nâng lên hiệp ót. Bên này làm tương tự. Động tác thứ hai, nâng lên, sập xuống. Động tác thứ ba, tắt lên, nhích lên hiệp ót, áo hiệp ót. Ba động tác. Rồi khi một động tác nữa là bốn động tác hoặc là ba động tác thôi là đủ rồi ha. Nhiếp vai tròn bẻ vai hoặc là ba động tác thôi tùy mọi người. Rồi lúc này là mình khi xong rồi mình thôi dịu lại, ôm xuống út về, ôm xuống út về theo kiểu bài thì đĩa nữa rồi mình kết thúc thôi. Ôm lên bút về 3 lần rồi nhẹ nhàng kết thúc. Mọi người chú ý là đi chậm nha, càng chậm càng tốt để mình ý xương là làm cho khách được thoải mái hơn ha mọi người. Tắt khăn lại xuống phần chân. Mở khăn nè. Nếu mà chân mà nằm sát quế thì mình ôm nè, mình ôm nâng nhẹ nhàng thôi, lúc này vừa là khách đã relax rồi, cũng không làm rầm rầm ha. Rồi tái chào. Cũng thoa giống như bài thị điển mọi người. Thoa giống như bài thị điển này. Ôm lên bút về động tác thoa vào cũng giống như bài thị điển này. Đi động tác làm bằng chân cũng giống như bài thị điển luôn. Thành đi nhanh một tí xíu thôi, giống bài thị điển. Rồi lên cái phần bắt chân, đi ngón mặt trâu, đi ngón mặt ngoài giống như bài thị điển luôn. Mỗi bên hai hoặc ba lần đi tay giống như bài thị điển luôn. Rồi sau khi đi đủ tay này mình kết hợp động tác chở như sau. Đi chở rất là dễ, từ chỗ dưỡng chân nè nhiếp lên chính giữa phần cái chân luôn ha, ngay chính giữa nhiếp lên rồi buông ra bên phải nhiếp về. Đây là đi chở vòng vào 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 phần cái chân nhiếp vô mặt chân nhiếp về. Chú ý chỗ dưỡng chân đi giữa phần cái chân nhiếp lên buông bên phải nhiếp về, tay trái tương tự nhiếp lên nhiếp về.
circle, rồi thêm vô đi chỏ. Đối với đùi á thì nó thấy hai đường line rõ ràng như thế này nè, như hai đường line tới đùi này, những bên chú ý, nhưng mà đùi nhỏ thì bình thường rồi, những chú ý biết cái đường line mà đường line bên trong nè, biết biết gì làm gì đó, tùy theo mọi người, tùy theo thời gian, chuyển tay liền luôn, đi bên phải, đi bên trái, rồi sau đó là nhào bộ, rồi là xong phần đùi thôi, phần chân thôi, chủ yếu là chỏ, cái chủ yếu đi giống như bài trình dưỡng là thêm động tác chỏ như vậy thôi. Đặt hàng. Rồi chuyển chân bên này làm tương tự nha mọi người. Rồi mình cho khách nằm ngửa, từ từ chi khang rồi mới nằm ngửa nha. Rồi ngủ hả? Rồi từ mở dở dở cái đầu để đỡ cái khang. Rồi mình chi lại để cho các bạn mình nằm ngửa đây nè, mình chi rồi nằm ngửa luôn, nằm ngửa đừng cục ngửa nha, làm cả camera không thấy luôn á. Ngửa chưa? Nằm ngửa. Rồi camera không thấy gì hết, camera mà thấy gì hết. Rồi bạn mình muốn chi mắt lại liền luôn, không muốn lên hình camera, rồi nhấn xuống luôn ha, nhấn xuống nữa. Rồi được rồi. Thì đối với khách á thì mình chi khăn nhẹ nhàng, mình mở ra mình chi, mình mở khăn mình kêu khách đó là mình ngửa ra, mình đặt cái gối và mình lập ngửa khách bình thường ha. Đây mình quay á cho nên mình chi đạn mình. Rồi đối với cái phần chân này hình như bị hơi dịch xuống chút xíu rồi, nhưng mà nó cũng đơn giản á. Phần chân đi cũng giống như thì diễn là mở khang giống như vậy luôn, làm tác thôi vào. Điều vào rồi mọi người đi động tác mé chân nè, về mắt ké nè, biết mu bàn chân và ra từng ngón chân thì giống như bài trình diễn ha. Đây thì cũng đi ngón mặt trong nè, đi ngón mặt ngoài, rồi đi chỏ. Thì đi chỏ thì cũng biết là đi xương cạnh nè. Đối với những người to thì mình có thể đi chỏ, còn những người mà ốm như thế này á, chân nhỏ như thế này á, thì mình không khỏi đi cũng được, khỏi đi chỏ thì tại vì nó sẽ bệnh xương nè, cho nên mọi người không cần phải đi chỏ, đi các động tác của bài kia điểm là đủ rồi. Còn nếu mà chân to mình nên đi chỏ bé trong đây thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần miết lên về rút về thôi, cá lực hết. Bên này cũng vậy, mình bị chân quay bên này mà mình miết lên rồi rút về, rồi đi đầu các chuỗi tay thì có đơn giản, chỏ rất là đơn giản luôn á. Giờ bộ đó là xong cái phần cản chân, đi lên phần bắt chân. Thì trước khi lên phần chân mình massage cái phần đầu gối giống như bài trình diễn ha, rồi đi ngón mặt trong nè, ngón mặt ngồi, rồi sờ cổ, rồi đi chỏ, chỏ mặt trong, chỏ mặt ngồi. Các bạn chú ý là một cái vừa làm vừa nói mặt ha, các bạn chú ý là lực với khách ha. Hôm nay bút về và kết thúc phần phần chân rất là nhanh mọi người. Tiếp theo là đến phần tay, cũng đơn giản thôi. À bung ra thôi vào bằng tay ha, thôi vào giống như thủy điển ha, ôm lên bút về cũng là massage giống thủy điển nè. Đây từ
to mà mình mới đi, còn xe nhỏ thì tất cả động tác bài thi điển là đủ rồi. Rồi bút về cầm tay lên và đi trả mặt trăng, trả mặt trăng miết, trả mặt trăng. Rất là đơn giản. Chưa kết thúc. Rồi mình vẽ luôn. Nếu mà đối với cái động tác vẽ này có thể là tùy theo cái địa điểm mà mình vẽ, cho nên cái này có thể là khỏi vẽ cũng được ha mọi người ha. Dùng tay nè, tùy ha, có thể bỏ động tác vẽ này ha. Dùng tay. Đặt được giống như bài thái. Y chang như bài thái. Rồi mình tương tự như vậy, mình làm bên tay bên này. Mình quên nói một cái nữa, đối với cái bài mà 90 phút á, nếu mà bài biết này họ yêu khách yêu cầu làm tới 90 phút á, thì cái phần chân này mình có bẻ nè mọi người. Quên bả lâu rồi, mùa dịch này hết làm khách không, không có làm khách đâu, một tháng sau là quên luôn rồi. Thì sau khi làm cái chân này, quay lại cái chân nha mọi người ơi, sau khi làm cái chân này mắt xe xong trên này, đi chở xong trên này rồi uống xuống rồi mình tiến hành bẻ. Và bẻ mà đối với cái bài cũng giống như bài thái vậy á, mà đối với chi khăn này thì mình bẻ như thế nào cho mọi người, mình diễn từ từ cho mọi người xem luôn ha. Quay lại cái phần chân nha mọi người ơi, quay lại cái phần chân. Sau khi làm mắt xe xong mình có bẻ nữa, thì cũng đối với khách yêu cầu nữa, bài 60 phút mình cũng khách mà thích bẻ nhiều mình cũng có thể áp dụng luôn. Rồi mình cân đối thời gian để mình bẻ cho khách, cho nên cái động tác này cũng quan trọng lắm, cho nên mọi người chú ý ha. Đây, sau khi làm massage xong cái chân, tại vì bẻ xong là đặt thang rồi, không còn làm massage nữa ha. Y chang như bài thái này, mình leo lên giường nè, khăn á, tại vì á là mình bẻ là chia khăn khách, cho nên khăn mình níu lên để mình chia qua bên này nè, rồi sau đó là mình mới bẻ y chang như bài thái. Là đưa vào đây, y chang như thái luôn nè. Đây, không phải bị đứng. Rồi, đỡ mà không có chi khác luôn, thì mình quấn cái khăn này lên, chi lên thế này. Một tay mình giữ này đối với khách nữ, thì nó khỏi bị tuột cái khăn này ha. Mình thêm cái động tác bỉ như vậy nữa nha mọi người ơi, chỉnh khăn lại. Còn nếu mà những khách mà đã relax rồi, những khách mà ngủ gáy rồi, khi mình còn cảm thấy họ buồn ngủ quá, mình đi động tác chân này thì thấy họ ngủ rồi, thì mình có thể bỏ ra cái bỉ này. Nhưng mà đối với bài 90 phút buộc phải có bỉ, còn bài 60 phút thì mình có thể bỏ qua. Hoặc là khách cần khách đã có request là có bỉ nhiều thì mình nên áp dụng luôn. Mọi người chú ý cái chỗ này ha. Rồi sau đó là mình lên tay, mình làm cái chân này xong, chân này cũng bẻ tương tự vậy ha, xong lên tay. Rồi sau đó là lên đầu và lên ngực như nào, thì cái phần ngực giống như bài thì điểu luôn. Cái phần massage ngực giống như bài thì điểu nha mọi người. Còn massage ngực giống như bài thời điểm, cũng lấy dầu nè, đi massage ngực nè, đi xuống hoàn toàn giống như bài thời điểm hết, hoàn toàn giống như bài thời điểm. Massage vai cổ giống như bài thời điểm, mọi người xin bài thời điểm nha.
nhưng có thêm động tác 7 nè. Tiếp tục sau khi làm những động tác dự biểu sau, mấy bạn con có thời gian mà có thêm động tác này nữa nè, giống như bài thái. Nếu bạn xem cái bài thái như thế này thì thông thường khi động tác 7 thì mình lấy cái khăn khi mặt này ra ha, 7 y chang bài thái nè, cho nên mình chỉ diễn thôi ha. Để mình muốn chia mặt cho nên là mình chia mặt để mình rồi để nó diễn này giống như chang bài thái, rồi đặt xuống. Lúc này là mình đi rửa tay cánh tinh dầu, sẽ gửi mở khăn ra làm sketch giống như bài thì điểu. Mình sẽ làm bài sketch giống như bài thì điểu đó. Lên trên phần đầu là mình chỉ chú ý bị xíu rồi hai tay mình đang xíu chỉ lên để chỉ đắp thêm động tác nữa nữa thôi. Rồi hết rồi đó mọi người, làm bài thì điểm nữa, làm sketch đầu nữa là xong rồi đó. Sketch đầu như bài thì điểm, mọi người xem bài thì điểm ha, mình có hướng dẫn rồi. Rồi xong rồi mình sẽ gọi khách dạy thôi. Your treatment is finished, người kia khách nào rồi xong, hỏi thăm khách, rồi dẫn khách ngược lại ở ngoài lỡ tăng, rồi chuyển form lại hết thông tin cho lỡ tăng. Lỡ tăng sẽ lấy đánh giá cho khách của khách, rồi sau khi cái hành trình của khách đi đến spa massage đó. Rồi bao nhiêu còn gì không, dịch mấy tháng, dịch một tháng mấy là mình quên luôn, mình hết làm khách luôn, mình quên luôn, cũng đã lâu rồi mình không có làm bài này luôn, cho nên là hơi quên nha mọi người, chú ý cái chỗ chân một tí xíu. Rồi sau đó nè, mình chỉ luôn cái phần lau chân khách. Sau khi làm xong rồi á, thông thường nhiều chỗ á là lau dầu cho khách, nhưng mà thì dầu á nó có tính chất bảo quản dưỡng da, mà mình lau đây uổng. Nhiều khách yêu cầu mình nó mới lau, khách không thích á, còn nhiều khách á, thì mình nên chiều hướng thích khách đó là dưỡng dầu đi cho tốt, tại vì sau 1 tiếng 2 tiếng dầu sẽ khô thôi, sẽ không có gì hết. Rồi sẵn tiện mình giới thiệu là mình làm xong rồi mình đi rửa chân khách luôn ha, lau chân khách luôn ha. Đã coi cái video này coi thử, sai một tí xíu cho nó đây, sai một tí xíu để mình lau chân khách. Lau chân khách mình cũng lấy khăn nóng nè, mở chân ra từ từ thôi, khăn nóng nha mọi người, khăn nóng. Coi thử đỡ trong tay mình, coi thử còn nóng hay không, vừa vừa thôi, nhưng mà đừng đỡ nó nguội quá thì không còn độ tiêu nữa. Đặt khăn nóng nhẹ nhàng từ từ, rồi đi bộ nè, đi bộ bằng việc ấn trên cái đường spine, đường mé cái bàn chân này, ấn trên mé bàn chân này từ dưới gót lên trên. Thì bữa bài cuối thì các phần ấn này nè, ấn trên mé, ấn lên, ấn xuống lại, đi chậm thôi. Rồi mọi người gắt chân lại nè, ép ra. Ở vì sao mà mình đỡ cái khăn á, mình đỡ khăn lúc này tâm này cũng dùng lại đỡ cái động tác ép ra nữa, xong mới căng cái khăn. Rồi ép xuống. Ôm cái đầu gối chân, đẩy lên. Rồi ấn huyệt. Chỗ gắt chân nè, chỗ gắt là ấn cái huyệt nè, ấn huyệt. Rồi bóp, tắt mu bàn chân, tắt 1, 2, rồi 3, cung ra, nhẹ nhàng thôi ha, từ từ thôi, vuốt lòng bàn chân. Nên mình phải lau cái chân của khách để khách đi khỏi chợ, hoặc là mang giày mang dép, khỏi chợ, khỏi dính giày dính dép ha. 1, 2, 3, vuốt, tắt khăn lại. Rồi thế là xong bài thì điểm, quên bài điếp nha mọi người ơi. Xin chào mọi người, chúc mọi người học tập thành công nha.